Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt. Kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố trong vụ gây thất thoát tài sản. Nhiều đại án có lượng tài sản lớn chưa được xử lý. Trác Thúy Miêu nóng vội, thiếu văn hóa, làm tổn thương nhiều người. Qua lận đận mới thấu tận lòng nhau, những tấm chân tình. Cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố trong vụ gây thất thoát tài sản. Kính thưa quý vị, bị can Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Vũ Hồng Hạnh, giám đốc công ty Đông Phương cùng 3 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì liên quan vụ gây thất thoát 17,7 tỷ đồng trong thi công sửa chữa 7 trường học ở huyện Củ Chi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Vũ Hồng Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương cùng 3 bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 13 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi ban hành quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2016 của 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi. Sau đó, kết luận thanh tra xác định có dấu hiệu sai phạm nên đã chuyển giao hồ sơ cho cơ quan công an điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định một số cá nhân có liên quan đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, trình duyệt dự toán, giao dự toán, phòng giáo dục, phòng tài nguyên huyện Củ Chi đến thi công, nghiệm thu, quyết toán, rút dự toán ngân sách nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Phú Tài và hiệu trưởng các trường học. Việc làm trái quy định này đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền trên 17,7 tỷ đồng. Tại thời điểm năm 2016, bà Lê Thị Thanh Tuyền, thời điểm làm trưởng phòng tài chính huyện Củ Chi, đã trực tiếp đi khảo sát các trường học để duyệt các hạng mục cần sửa chữa. Mặc dù bà Tuyền nắm rõ các quy định về tài chính, nhưng vẫn thẩm định và trình duyệt danh mục. Ngoài ra, không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định, duyệt danh mục, trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để không phải đấu thầu. Sau khi vào cuộc điều tra, đầu tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Duyệt, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương, nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình tại 7 trường học, Phan Văn Bình Tâm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Phú Tài, đơn vị ký hợp thức hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của Phan Văn Duyệt, và Nguyễn Thị Loan, cựu trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Nhân Tây, huyện Củ Chi, và Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với giám đốc công ty Đông Phương Lê Vũ Hồng Hạnh với cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nhiều đại án có lượng tài sản lớn chưa được xử lý. Kính thưa quý vị, lượng tài sản cần xử lý trong các đại án như Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn rất lớn nhưng còn vướng mắc về quyền sở hữu dẫn đến khó khăn trong khi thi hành án dân sự. Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp về kết quả công tác quý 3 và nhiệm vụ quý 4 của Tổng cục thi hành án dân sự. Báo cáo tại cuộc họp thể hiện, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong 375.000 việc trên 587.000 việc có điều kiện, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2020, đã thi hành án xong 35.235 tỷ đồng, trong số hơn 151.143 tỷ đồng có điều kiện, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả trên cho thấy, việc thi hành án dân sự cơ bản giữ nhịp so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, có một số nhiệm vụ được thi hành án dân sự hoàn thành tốt như tham mưu ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, đề án đầu tư xây dựng hệ thống kho vật chứng. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự thời gian tới có thể gặp khó khăn khi một số địa phương đang phải chống chịu sự bùng phát của dịch Covid-19 như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Văn Huy, vụ trưởng vụ nghiệp vụ 1 cho rằng các địa phương này cần kịp thời nhận diện tình hình nhằm đề ra các giải pháp, tập trung thi hành án tín dụng ngân hàng vì đây là loại án chiếm lượng tiền lớn trong tổng giá trị thi hành của toàn quốc. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Vụ trưởng Đặng Văn Huy cũng cho biết, vừa qua, vụ nghiệp vụ 1 đã tham mưu tổng cục rà soát các vụ án tín dụng ngân hàng 3 năm chưa thi hành xong. Các vụ việc trên 20 tỷ đồng nhằm nâng cao giá trị thi hành về tiền, góp phần hoàn thành chỉ tiêu. Ông Trần Văn Dũng, vụ trưởng vụ nghiệp vụ 2 nhận định, về án kinh tế tham nhũng, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 24.000 tỷ đồng, trên gần 34.000 tỷ đồng có điều kiện. Về các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, các đơn vị đã thi hành xong 1.600.000 tỷ đồng, trong số gần 34.000 tỷ đồng có điều kiện. Lý giải nguyên nhân lượng tiền thi hành đối với các vụ án này còn chưa cao, ông Dũng cho rằng đây là các vụ án có giá trị lớn, nhiều tài sản còn vướng mắc về quyền sở hữu nên khó kê biên, xử lý như vụ Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Phan Văn Anh Vũ. Vì vậy, thời gian tới, vụ nghiệp vụ 2 sẽ tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nổi cộm cho cơ quan thi hành án dân sự, đặc biệt là về thể chế để thuận lợi xử lý các tài sản. Trác Thúy Miêu nóng vội, thiếu văn hóa, làm tổn thương nhiều người. Kính thưa quý vị, MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi lớn khi đăng bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về việc đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trong bài viết, MC này cho rằng thành phố Hồ Chí Minh tự thân dư nội lực, tri thức và sức người để chống dịch. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về. Sài Gòn đang bận dữ lắm. Cô viết trên trang cá nhân. Đa phần cư dân mạng tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí bức xúc vì cô đưa ra những lời lẽ tiêu cực trong thời điểm cả nước cùng chung tay chống dịch. Nhiều người cho rằng đây là phát ngôn gây mâu thuẫn, kích động. Một số nghệ sĩ cũng lên tiếng về phát ngôn gây mâu thuẫn này. Theo danh hài Chiến Thắng cho hay, tôi cho rằng Trác Thúy Miêu cần phải xin lỗi vì phát ngôn nóng nảy thời gian qua. Trong dịch Covid-19, người dân cùng với chính quyền phải đoàn kết lại thì mới mong đẩy lùi dịch bệnh, nhưng cô MC này lại phát biểu kiểu trên cơ, dường như phủ nhận công sức, sự tự nguyện của đoàn y bác sĩ từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đấy là phát ngôn thiếu suy nghĩ, cô ấy quá nóng vội, thiếu văn hóa và làm tổn thương nhiều người. Tôi có nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại người dân ở trong đó đang tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ và họ luôn cảm thấy trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ của các bạn tỉnh dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Cô Trác Thúy Miêu này chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua thời điểm khó khăn này. Nói về phát ngôn của Trác Thúy Miêu, đạo diễn Quang Tuấn cho hay, là một MC hoạt ngôn và có cái nhìn khách quan hơn, nhưng sao cô MC này lại phát ngôn kỳ lạ thế? Cảm tưởng như cô này phủ trắng mọi nỗ lực, tình cảm của cán bộ, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19. Tôi cho rằng phát ngôn này phải bị nhắc nhở, xử phạt, đừng nghĩ mình là MC, có chút nổi tiếng thì muốn nói gì cũng được. Gần một tuần nay, thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19. Cả người dân và các cấp bộ ngành đang phải ráo riết thực hiện các biện pháp mạnh để giảm dần các ca nhiễm bệnh. Nếu không giúp gì thì đừng phát ngôn gây hoang mang, gây mâu thuẫn như vậy. Trước những ồn ào về phát ngôn của Trác Thúy Miêu, mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu xử lý do phát ngôn có dấu hiệu gây mâu thuẫn trên Facebook. Theo đó, qua công tác kiểm tra, rà soát, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử phát hiện MC Vũ Hoài Phương, nghệ danh Trác Thúy Miêu, có đăng bài viết trên tài khoản Facebook Phương Vũ có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chuyển vụ việc nêu trên cùng với các tài liệu có liên quan tới Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả xử lý, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trong thời gian sớm nhất. qua lận đận mới thấu tận lòng nhau những tấm chân tình. Kính thưa quý vị, những bao gạo, bó rau, quả mướp được người dân chắt chiu gom góp rồi vận chuyển xuống thành phố Vinh. Món quà quê giản dị mà nặng ân tình như tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng dịch. Đơn giản chỉ là sự sẻ chia. Vượt quãng đường gần 60 km từ huyện Lúa Yên Thành vào thành phố Vinh, giữa cái nắng đổ lửa, ông Phạm Công Duyên, 53 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, vẫn không quên che chắn thật kỹ để bó rau, củ quả không bị héo dập hư hỏng. Trên chiếc xe kéo chất đầy đủ nhu yếu phẩm kia là hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió, kèm tấm biển in dòng chữ "Tất cả vì thành phố Vinh thân yêu". Người đàn ông có nước da ngăm đen bước đi chậm rãi, cẩn thận buộc dây vào xe kéo để cố định mọi thứ. Ở quê thì nhiều rau, nhưng thành phố lúc này nguồn rau củ quả rất hiếm. Tôi muốn chia sẻ hỗ trợ bà con vùng dịch thêm chút ít để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia, ông Duyên nói. Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ hì hụi dưới trời nắng nóng, chiếc xe kéo của ông Duyên dừng lại chốt kiểm soát xã Nghi Liên, thành phố Vinh trên quốc lộ 1A. Tại đây, ông bàn giao lại số hàng hóa cho một số tổ chức cá nhân để phân phát cho người dân tại thành phố Vinh. 12 giờ trưa, sau khi trao xong số nhu yếu phẩm, ông quay xe trở về nhà. Mặc dù từ 0 giờ ngày 3 tháng 7, thành phố Vinh chuyển trạng thái từ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Tuy nhiên, 13 điểm chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố vẫn được duy trì. Người dân muốn ra thành phố phải có giấy xét nghiệm Covid-19. Tôi chưa có nên không thể qua chốt. Vì thế, tôi gọi điện nhờ người ở trong thành phố ra điểm chốt nhận hàng hỗ trợ cho người dân vùng bị cách ly phong tỏa. Cũng tiếc là không thể tận tay trao những món quà nhỏ này cho mọi người, ông Duyên chia sẻ. Nhận thấy bà con ở thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình cách ly xã hội để phòng chống dịch, ông Duyên kêu gọi người dân địa phương chung tay quyên góp và thu mua rau quả nhu yếu phẩm. Người đàn ông quê lúa không ngần ngại bày tỏ: "Những ngày qua, tôi đã tổ chức được 2 chuyến hàng như vậy. Việc ông Duyên đứng ra quyên góp, thu mua rau củ quả, nhu yếu phẩm và tự mình trở vào thành phố Vinh bằng xe kéo để hỗ trợ người dân trong vùng cách ly khiến nhiều người xúc động." Ông bảo nếu thành phố Vinh đang còn thực hiện cách ly phòng dịch, người dân còn có nhu cầu thì ông vẫn còn tiếp tục thực hiện những chuyến xe nghĩa tình tiếp tế rau củ quả, sẽ chia cùng người dân. Vợ chồng ông Duyên có 3 người con, nguồn thu nhập chính của gia đình từ việc kinh doanh dịch vụ đám cưới, nhà hàng. Tuy nhiên, gần 1 tháng nay, ông phải ngưng việc vì dịch. Là người tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện nên khi nghe tin người dân vùng dịch gặp khó khăn, ông không ngần ngại đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hướng về người nghèo, người bị tổn thương bởi thiên tai địch họa luôn chảy trong huyết quản của ông. Trong trận lũ lụt lịch sử năm 2020, ông đứng ra kêu gọi quyên góp vật chất, tổ chức được 7 chuyến xe chở hàng thiện nguyện ủng hộ cho bà con vùng lũ lụt Quảng Bình, Hà Tĩnh. Người quê chỉ có tấm lòng. Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Vân, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã lội ruộng hái vội những ngọn rau muống tươi non. Dội rửa xong, bó được 20 mớ, cho vào túi bóng, bà Vân đạp xe chở ra điểm tập kết nhà văn hóa xóm để gửi xuống ủng hộ bà con thành phố Vinh đang gặp khó khăn vì cách ly phong tỏa. Nghe báo đài TV đưa tin, tôi biết ở Vinh dịch bệnh đang phức tạp, nhiều nơi bị phong tỏa, thiếu nguồn thực phẩm. Hôm qua, nghe xã vận động ủng hộ rau nên hôm nay dậy sớm để hái ít rau muống gửi xuống cho bà con dưới đó. Hy vọng rau sẽ đến được trong ngày khi còn tươi ngon, bà Vân chia sẻ. Không riêng gì bà Vân, những ngày qua, làng trên xóm dưới nhộn nhịp hơn bởi từng tốp người mang theo cây nhà lá vườn đến điểm tập kết lương thực hỗ trợ người dân vùng dịch. Ai có gì góp nấy, trong vườn có rau cho rau, có chuối cho chuối, có mướp cho mướp, hay có xe thì trợ giúp miễn phí. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Lương Vương Thị Quý cho biết, qua 3 ngày vận động đã nhận được hơn 40 tấn rau củ quả ủng hộ thành phố Vinh. Số hàng này được chuyển đến khu vực đang bị phong tỏa. Từng bó rau, trái chuối, quả bầu, quả bí là những thực phẩm rất quý đối với người dân thành phố lúc này. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Lương bộc bạch. Hơn 40 tấn rau được vận chuyển bằng 10 chuyến xe xuống bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh. Từ đây sẽ được phân phối về tận các phường, khối phố đang bị cách ly phong tỏa. Khi những chuyến xe nổ máy chuẩn bị lăn bánh, nhiều người dân đạp xe chở theo bịch rau, bao trứng vội vã chạy đến. Trong hơi thở gấp gáp, một phụ nữ nói vội. Lúc sáng mang đến điểm tập kết rồi nhưng về nhà thấy vẫn còn nên hái thêm rau, thêm trứng chạy ra cho kịp, mong sao có thêm vài hộ được tiếp sức trong lúc khó khăn. Tấm lòng chân thành, giản dị và nặng tình người của những người dân thôn quê lúc này quý biết bao nhiêu. Được nhận hàng tiếp tế, nhiều người đã bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm chân thành, bình dị của người dân các địa phương. Cầm trên tay phần lương thực được tiếp tế, chị Nguyễn Thùy Trang nghẹn ngào. Dịch bệnh bùng phát, công việc ngưng trệ, gia đình không có thu nhập. Khu vực chúng tôi sinh sống bị phong tỏa không thể ra ngoài. Nghe tin có hàng tiếp tế, vợ chồng rất mừng, thật sự cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của bà con ở các huyện.